Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Ông Trump đề xuất không tưởng với Thượng viện lộ vị trí tỷ phú mất trong chính quyền mới. Chiến binh không biết sợ hãi được ông Trump chọn làm giám đốc CIA là ai. Hậu bầu cử Mỹ, EU Trung Quốc bắt tay đối đầu đòn thuế từ ông Trump. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vừa qua, tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump yêu cầu các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa cho phép ông bổ nhiệm các quan chức chủ chốt mà không cần phải có cuộc bỏ phiếu xác nhận của Thượng viện, nhằm ngăn chặn việc Đảng Dân chủ sử dụng quyền lực ít đòi còn lại để cản trở việc thành lập chính quyền mới của ông. Hiện tại, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang trong quá trình lựa chọn người lãnh đạo tiếp theo, người sẽ nắm giữ quyền lực quan trọng vào tháng 1 năm 2025, sau khi đảng này giành lại quyền kiểm soát Thượng viện từ Đảng Dân chủ. Theo hiến pháp Mỹ, Thượng viện phải bỏ phiếu để phê duyệt các đề cử của tổng thống đối với các vị trí điều hành cấp cao bao gồm các chức vụ trong nội các và các thẩm phán. Tuy nhiên, một điều khoản trong hiến pháp cho phép tổng thống bỏ qua cuộc bỏ phiếu của thượng viện nếu cơ quan này đang trong kỳ nghỉ dài. Nhằm duy trì quyền lực của nhánh lập pháp trong việc kiểm soát tổng thống, thượng viện Mỹ thường sử dụng chiến thuật lập pháp để tránh bước vào kỳ nghỉ quá dài. Tuy nhiên, trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội hôm 10 tháng 11, ông Donald Trump đã yêu cầu các thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa ủng hộ việc bổ nhiệm quan chức trong thời gian nghỉ. Ông nhấn mạnh, bất kỳ thượng nghị sĩ Cộng hòa nào muốn giành được vị trí lãnh đạo trong thượng viện phải đồng ý với việc thực hiện các bổ nhiệm trong thời gian nghỉ. Ông cũng kêu gọi thượng viện ngừng xét duyệt tất cả các đề cử liên quan đến các thẩm phán. Trong suốt nhiệm kỳ của tổng thống Joe Biden, Đảng Dân chủ đã duy trì quyền kiểm soát thượng viện và thúc đẩy việc bổ nhiệm hàng trăm thẩm phán liên bang nhằm đối phó với làn sóng bổ nhiệm thẩm phán bảo thủ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump. Ngoài ra, ông Trump tuyên bố tỷ phú Elon Musk và doanh nhân Vivek Ramaswamy sẽ lãnh đạo bộ hiệu quả chính phủ mới. Bộ này có nhiệm vụ xóa bỏ tệ quan liêu trong bộ máy của chính phủ, cắt giảm các quy định không cần thiết cắt giảm các khoản chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cho biết Bộ Cải thiện Hiệu quả Chính phủ sẽ xây dựng một kế hoạch nhằm loại bỏ tình trạng gian lận, tiến hành kiểm toán tài chính và hiệu suất toàn diện của chính phủ liên bang. Ông Trump cho biết Bộ Hiệu quả Chính phủ sẽ hợp tác với Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Nhà Trắng và công việc của họ sẽ kết thúc chậm nhất là vào ngày 4 tháng 7 năm 2026, dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Trong một cuộc vận động tranh cử của ông Trump tại Madison Square Garden hồi tháng 10, tỷ phú Elon Musk hứa hẹn sẽ tiết kiệm cho người nộp thuế Mỹ 2.000 tỷ đô la Mỹ trong ngân sách liên bang. Năm tài chính trước, chính phủ Mỹ đã chi hơn 6.750 tỷ đô la Mỹ, trong đó hơn 5.300 tỷ đô la Mỹ cho an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, quốc phòng và phúc lợi cựu chiến binh. Hiện chưa rõ bộ hiệu quả chính phủ sẽ hoạt động như thế nào hoặc sẽ cắt giảm khoản ngân sách nào. Theo Bloomberg, các nỗ lực cắt giảm ngân sách liên bang của ông Musk có thể sẽ phải cắt giảm đáng kể các chương trình phúc lợi như an sinh xã hội, Medicare. Medias và phúc lợi cựu chiến binh. Ít tham gia chính trị hơn so với các anh chị. Eric Trump, con trai thứ ba của Tổng thống đắc cử Donald Trump, tập trung vào việc tiếp quản cơ nghiệp của gia đình được ông Trump để lại. Eric Trump sinh năm 1984. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015, Eric mô tả cha mình là một người vô cùng hài hước. Sau khi tốt nghiệp đại học Georgetown, Eric cũng gia nhập Trump Organization, hiện giữ chức phó chủ tịch điều hành. Được biết, nếu Donald Trump Jr., con trai cả của ông Trump, dần trở thành nhân vật quan trọng trong phong trào chính trị của cha mình, Eric Trump được coi là người trèo lái đề chế kinh doanh của gia đình. Khác với anh trai Donald Trump Jr., Eric Trump nổi tiếng với các phát ngôn mang tính đảng phái mạnh mẽ. Eric Trump luôn giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong việc đưa công nghiệp gia đình bước sang thời kỳ mới. Eric Trump khẳng định, sau khi thắng cử ông Trump sẽ phải giữ khoảng cách với công ty. Tuy nhiên, chính trị gia Cộng Hòa và gia đình vẫn sẽ bị theo dõi sát sao. Nhất là khi ông mới đây giúp quảng bá công ty tiền số mà anh em nhà Eric góp phần sáng lập. Giờ đây Eric Chan đã giúp tập đoàn trả các khoản nợ trị giá hàng triệu đô la Mỹ, cũng như huy động tiền từ các thương vụ bán tài sản và đảo nợ. Ông cũng thúc đẩy hợp tác giữa Trump Organization và LIV Corp, tổ chức được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Eric Chan đã quá quen với những lời chỉ trích rằng ông chỉ có thể ngồi vào vị trí hiện nay nhờ quan hệ gia đình. Ông cho rằng đây là một phần của cuộc sống và tuyên bố bản thân phải tự khẳng định. Ông nói, có lẽ tôi là người được tin cậy nhất trong cuộc đời của cha tôi, đó là lý do tôi ngồi đằng sau chiếc bàn này. Dù tập trung vào kinh doanh, Eric Trump cũng tham gia một số sự kiện vận động bầu cử cùng cha, cũng như cùng anh trai hỗ trợ đội ngũ chuyển sau nếu ông Trump đắc cử, bao gồm tìm kiếm những ứng viên trung thành cho các vị trí trong chính quyền mới. Trong thời gian qua, con trai thứ của ông Trump dành nhiều buổi sáng để trả lời phỏng vấn, không chỉ với các cơ quan báo chí lớn như Fox News, mà cả các đài phát thanh và truyền hình địa phương. Tuy nhiên ông khẳng định sẽ tập trung vào kinh doanh sau cuộc bầu cử. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đề cử tỷ phú Elon Musk và Ramaswamy vào vị trí lãnh đạo bộ hiệu quả chính phủ. Ngày 12 tháng 11, tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cho biết tỷ phú Elon Musk và cựu ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Ramaswamy sẽ mở đường cho chính quyền của tôi phá bỏ bộ máy quan liêu của chính phủ cắt giảm các quy định dư thừa, cắt giảm chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang. Theo ông Trump, Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ sẽ tiến hành kiểm toán tài chính và hiệu suất toàn diện của toàn bộ chính phủ liên bang, cũng như đưa ra các khuyến nghị cải cách mạnh mẽ. Ông Ramat Wami là một doanh nhân công nghệ sinh học giàu có. Ông nói với ABC vào đầu tuần này rằng, ông đang có cuộc thảo luận có tác động lớn với các vai trò có thể có trong đội các của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông cũng không có kinh nghiệm làm việc trong chính phủ, nhưng đã thúc đẩy các giảm chi phí trong khu vực doanh nghiệp. Vừa qua, ông Ramaswamy đã đăng tải dòng tweet đóng cửa đi, một khẩu hiệu quen thuộc mà ông thường dùng khi tranh cử để kêu gọi thu gọn bộ máy chính phủ. Sau đó, ông Ramaswamy tiếp tục chia sẻ thông tin về việc được bổ nhiệm đồng lãnh đạo bộ hiệu quả chính phủ. Chúng tôi sẽ không nhẹ tay, ông viết và không quên thang luôn tài khoản X Elon Musk của ông chủ Tesla. Trong khi đó, khi phát biểu với các phóng viên vào tháng trước, tỷ phú Elon Musk nêu mục tiêu cắt giảm chi tiêu của chính phủ 2.000 tỷ đô la Mỹ. Trên thực tế, các chuyên gia cho biết, việc cắt giảm chi phí đó có thể dẫn đến việc bãi bỏ quy định và thay đổi chính sách, tác động trực tiếp đến vũ trụ các công ty của ông Musk, đặc biệt là Tesla, SpaceX, X và Neuralink. Bộ hiệu quả chính phủ có tên viết tắt là DOGE, chung với tên của loại tiền điện tử Dogecoin mà Musk đang quảng cáo. Ông Musk vì von sáng kiến thành lập DOGE có thể được coi là dự án Manhattan, kế hoạch bí mật của Mỹ nhằm chế tạo bom nguyên tử góp phần chấm dứt thế chiến thứ hai mới của nước Mỹ. Ông nói, Điều này sẽ tác động với toàn bộ hệ thống và bất kỳ ai liên quan đến sự lãng phí của chính phủ. Theo hãng tin Reuters, thống đốc đắc cử Mỹ Donald Trump thông báo đã chọn cựu giám đốc tình báo quốc gia John Radcliffe làm giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA. Ông Trump tuyên bố, tôi mong ông Radcliffe sẽ trở thành người đầu tiên phục vụ ở cả hai vị trí cao nhất liên quan đến tình báo của đất nước chúng ta. Ông ấy sẽ là một chiến binh không biết sợ hãi vì quyền hiến định của tất cả người Mỹ đồng thời đảm bảo an ninh quốc gia ở mức độ cao nhất và hòa bình thông qua sức mạnh. Theo một số nguồn tin, ông John Ratcliffe từng đứng đầu danh sách các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí tổng trưởng lý. Hiện tại, ông là đồng chủ tịch Trung tâm An ninh Mỹ thuộc Viện Chính sách nước Mỹ trên hết, một nhóm nghiên cứu có liên hệ với ông Trump. Ông Ratcliffe, một nhân vật bảo thủ từ Texas, đã giữ chức giám đốc tình báo quốc gia từ năm 2020 đến năm 2021 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Ông cũng là một đồng minh thân cận của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông từng bị các đảng viên dân chủ và cựu quan chức tình báo cáo buộc giải mật các thông tin tình báo để ông Trump và các đồng minh Cộng hòa sử dụng tấn công các đối thủ chính trị, bao gồm cả Tổng thống Joe Biden. Song văn phòng của ông Radcliffe đã phủ nhận điều này. Cựu luật sư Radcliffe, 59 tuổi, lần đầu tiên giành được sự tin tưởng của ông Donald Trump trong thời gian ông còn ở Quốc hội Mỹ với tư cách là một trong những người chỉ trích mạnh nhất cựu cố vấn đặc biệt Robert Mueller và báo cáo của ông về nỗ lực gây ảnh hưởng của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Gần đây hơn, ông Radcliffe đã giúp đội ngũ chuyển giao của Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử Donald Trump, James David Vance, xây dựng nhóm an ninh quốc gia. Nếu được phê chuẩn là người đứng đầu cơ quan tình báo quyền lực nhất của Mỹ, nhiệm vụ của ông Radcliffe sẽ bao gồm việc theo dõi phân tích các mối đe dọa từ nước ngoài của CIA, điều hành các hoạt động tình báo nhạy cảm ở nước ngoài và giám sát các chiến dịch hành động bí mật. Ông cũng sẽ là một trong số ít những người được bổ nhiệm với nhiệm vụ cải tổ một nhóm cơ quan tình báo khác nhau mà ông Trump và các đồng minh cáo buộc là có khuynh hướng thiên tả. Đặt quyền phá thai lên hàng đầu và làm trọng tâm chiến dịch tranh cử, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris cho rằng đã tìm ra công thức chiến thắng bằng cách thu hút hàng chục triệu phụ nữ đi bỏ phiếu cho mình. Tuy nhiên, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump mới là người giành chiến thắng và chiếm ưu thế đặc biệt trong nhóm nam giới Mỹ đặc biệt là những người đàn ông trẻ tuổi. Ông Donald Trump đã thành công trở lại nhà trắng như ông từng tuyên bố khi rời đi vào năm 2021. Ông giành chiến thắng chóng vánh trước ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris với 312 phiếu đại cử tri và hơn 74,8 triệu phiếu phổ thông. Một phần trong đó là nhóm cử tri nam giới độ tuổi từ 18 đến 29. Thanh niên thường có khuynh hướng thích tự do, nhưng điều này không gây trở ngại cho chiến dịch tranh cử thiên về bảo thủ của ông Donald Trump do ứng cử viên Đảng Cộng hòa biết cách nhắm vào chất đàn ông trong giới trẻ qua các hoạt động như thể thao đối kháng, tiền điện tử hay xuất hiện trên các chương trình podcast có đông thính giả là đàn ông. Charlie Kirk, nhà hoạt động bảo thủ chuyên tập trung vào cử tri trẻ tuyên bố, nếu bạn là đàn ông ở đất nước này mà không bỏ phiếu cho ông Donald Trump thì bạn không phải là đàn ông. Song song với đó, thông qua những người có ảnh hưởng xã hội và người dẫn chương trình podcast nổi tiếng như Joe Rogan, chiến dịch của Đảng Cộng Hòa có thể thu hút hàng chục triệu khán giả trực tuyến trên YouTube, Instagram và TikTok. Trong thời gian giãn cách vì đại dịch Covid-19, thanh niên Mỹ đã chuyển sang theo dõi các chương trình podcast và những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội để giải tỏa căng thẳng và cảm thấy bớt cô đơn. Thông qua các cuộc phỏng vấn trực tuyến, phát trên mạng xã hội X, cuộc trò chuyện trên podcast và các video TikTok hấp dẫn, họ thấy ông Trump giống anh hùng hơn là nhân vật phản diện. Chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử vừa qua cũng phản ánh khả năng khai thác nỗi lo lắng ngày càng tăng của nam thanh niên Mỹ về kinh tế và địa vị xã hội, khi phụ nữ ngày càng có trình độ và cơ hội nghề nghiệp tốt hơn những thế hệ trước. Chính vì vậy, nhờ các bài đăng TikTok và podcast, chiến dịch của ông Donald Trump khai thác tâm trạng bất an của thanh niên, thuyết phục họ tin vào cam kết đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thăm dò ý kiến cử tri sau bầu cử của NBC cho thấy, ông Trump giành chiến thắng với 54% đàn ông bỏ phiếu cho ông, tăng so với mức 51% của năm 2020. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là trong nhóm cử tri trẻ tuổi ở độ tuổi từ 18 đến 29, có tới 49% là nam giới bỏ phiếu cho ông Donald Trump, phá vỡ hình tượng rằng giới trẻ thường có khuynh hướng thiên về cánh tả và ủng hộ Đảng Dân Chủ. Cựu giám đốc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, ông Pascal Lamy nhận định, Trung Quốc và Liên minh châu Âu nên giải quyết những bất đồng của họ và thành lập một mặt trận thống nhất chống lại một Donald Trump chiến thắng. Đánh giá của ông Pascal Lamy được đưa ra trong bối cảnh những lo ngại về tương lai của toàn cầu hóa gia tăng sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với South Channel Morning Post, ông Lamy cho biết, nhiệm kỳ tới của ông Donald Trump sẽ đặt ra thách thức không chỉ đối với Trung Quốc mà còn đối với EU và nhiều đối tác thương mại khác. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã cam kết sẽ tăng thuế quan lên từ 60% đến 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, cùng với mức thuế quan chung từ 10% đến 20% đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu khác tới Mỹ. Sau khi phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc năm 2018, khoảng 300 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Trung Quốc đã bị đánh thuế nhằm kiềm chế thâm hụt ngày càng tăng của Mỹ và động thái này gây ra hành động trả đũa từ Bắc Kinh. Cựu lãnh đạo WTO khẳng định rằng bất kể Washington làm gì thì sự tôn trọng đối với WTO cũng sẽ thúc đẩy những nước khác duy trì hoạt động thương mại thế giới. Ông cho biết, những gì Trung Quốc nên làm là trao đổi với các cường quốc thương mại lớn khác, EU, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và thiết lập một thị trường chung. Chúng ta nên xây dựng một mặt trận thống nhất chống lại chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ trong WTO. Chính sách thương mại của chính quyền Mỹ tiếp theo sẽ là yếu tố quan trọng đối với nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu của Trung Quốc, vốn ghi nhận tốc độ tăng trưởng chững lại trong bối cảnh phải vượt lội với nhu cầu trong nước yếu cuộc khủng hoảng kéo dài tại thị trường bất động sản, núi nợ của chính quyền địa phương và lòng tin của các nhà đầu tư thấp. Bên cạnh đó, khi ông Donald Trump trở lại nhà trắng, các chính sách thuế quan mà ông cảnh báo ở thời điểm tranh cử đang khiến thế giới lo ngại, châu Âu cũng không ngoại lệ. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng ông không hài lòng với cán cân thương mại hiện tại và khẳng định châu Âu sẽ phải trả giá đắt nếu không nhập khẩu thêm hàng hóa từ Mỹ. Bình luận viên của Reuters, Gavin Maguire cho rằng châu Âu có thể đáp trả bằng cách giảm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lòng LNG từ Washington gây khó khăn cho kế hoạch tăng sản lượng dầu khí của ông Trump. Tuy nhiên, viễn cảnh này khó có thể xảy ra vì EU hiện vẫn phải phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu và Washington lại là nhà cung cấp LNG lớn nhất của họ. Trong năm 2023, LNG của nền kinh tế lớn nhất thế giới chiếm gần 50% tổng lượng LNG nhập khẩu của lục địa già, tăng từ mức 44% của năm 2022 và 27% của năm 2021. Xung đột tại Ukraine đã thúc đẩy Mỹ xuất khẩu LNG nhiều hơn sang châu Âu và mở rộng năng lực sản xuất của các dự án trong lĩnh vực này. Số liệu cho thấy, nhu cầu LNG tại châu Âu tăng chậm lại trong năm nay, phần lớn do mùa đông bớt lạnh hơn và nhu cầu khí đốt giảm tại Đức, khi nền kinh tế nước này đang suy giảm. Tuy nhiên, mùa đông tới sẽ là thời điểm châu Âu cần đến LNG nhiều hơn. Kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 và nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump có thể có những tác động lớn đến tương lai của Ukraine. Tổng thống đắc cử đã chỉ trích số tiền viện trợ mà Mỹ dành cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết rằng, ông hy vọng người Mỹ sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến khi chiến thắng. Phát biểu của ông Healey nhấn mạnh sự ủng hộ trong bối cảnh lo ngại về cuộc xung đột. Ukraine vẫn tiếp tục chiến đấu chống lại Nga. Quốc gia đã phát động một cuộc tấn công toàn diện vào nước này vào năm 2022. Mỹ vẫn kiên định ủng hộ Ukraine khi cung cấp khoản viện trợ trực tiếp, trị giá khoảng 106 tỷ đô la cho chính phủ ở Kiev trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đang rơi vào thế bế tắc và chi phí nhân đạo tiếp tục gia tăng. Tương lai viện trợ của Mỹ cho Ukraine trở nên mờ mịt khi nhiệm kỳ của Biden trước những tháng cuối cùng và ông Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng. Tờ báo Anh The Telegraph đưa tin, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ gặp nhau để thảo luận về việc liệu Tổng thống Joe Biden có thể bị thuyết phục để cấp phép cho Ukraine bắn tên lửa Storm Shadow vào Nga hay không. Song song với đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có kế hoạch tới Bruxelles để đàm phán với các đồng minh châu Âu. Những nước quan ngại rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể từ bỏ việc viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong các cuộc họp với các quan chức NATO và EU, ông Blinken sẽ thảo luận về việc hỗ trợ năng lực phòng thủ của Ukraine, nhưng không nêu rõ thông điệp mà ông sẽ truyền tải. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo thế giới được cho là đang cố gắng đánh giá cách ông Trump định thay đổi chính sách của Mỹ đối với Ukraine trong suốt chiến dịch của mình, ông Trump đã nói rõ ràng ông cam kết chấm dứt sự can dự của Mỹ vào các cuộc xung đột nước ngoài. Nỗi lo ngại về kế hoạch của ông Trump dành cho Ukraine tăng cao sau khi có thông tin xác nhận rằng các cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley và cựu ngoại trưởng Mike Pompeo, những người đều ủng hộ Ukraine, đều sẽ không được cho các vị trí trong nội các của ông Trump. Điều này có thể đánh dấu sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Budapest vừa qua, Tổng thống Pháp Macron đã cảnh báo rằng chúng ta không được giao phó mãi mãi vấn đề an ninh của mình cho nước Mỹ. Tây Sira, 22 tuổi, đã bị thẩm phán Indira tại tòa án liên bang ở Boston kết án sau khi nhận tội vi phạm vài điều mà các công tố viên Mỹ gọi là một trong những vi phạm đạo luật gián điệp đáng kể và gây hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử Mỹ. Trong phát biểu đưa ra vừa qua, quyền công tố viên liên bang khu vực Massachusetts Ông Suran Levy nói, hôm nay là một ngày quan trọng đối với đất nước chúng ta, đối với lực lượng vũ trang chủ của chúng ta, đối với cộng đồng tình báo của chúng ta. Jacques Tessera đã bị kết án 15 năm tù liên bang vì vi phạm lời thề mà mỗi người trong chúng ta khi phục vụ công cộng đều cam kết, bảo vệ, duy trì và bảo vệ hiến pháp trước mọi kẻ thù trong và ngoài nước. Jacques Tessera đã lợi dụng vị trí tin cậy của mình và khai thác quyền truy cập thông tin tối mật để tiếp cận hàng trăm tài liệu tuyệt mật sự chia sẻ chúng trên Discord, một nền tảng mạng xã hội cho người chơi game với hơn 150 triệu người dùng trên toàn cầu. Trước đó, Tesera đã bị giam giữ từ khi bị bắt vào tháng 4 năm 2023 và nhận tội vào tháng 3 năm nay với 6 tội danh, bao gồm cố ý giữ lại và truyền tải thông tin mật liên quan đến quốc phòng, dẫn tới việc do dỉ một lượng lớn tài liệu mật cho một nhóm người chơi game trên ứng dụng nhắn tin Discord. Theo luật sư biện hộ tại tòa Michael Bartrach, Trước khi bị kết án, Tesera cũng đã ký vào một thỏa thuận để giải quyết các cáo buộc quân sự riêng biệt do không quân Mỹ đưa ra, nói rằng Tesera đã cản trở công lý và không tuân theo một lệnh hợp pháp. Trước khi bị bắt, Tesera là binh nhất tại căn cứ vệ binh quốc gia Otis, ở Capcot, bang Massachusetts, nơi Tesera làm việc với tư cách là một chuyên viên công nghệ thông tin hỗ trợ các hoạt động phòng thủ mạng. Theo các công tố viên, dù chỉ là một lính cấp thấp, nhưng Tesera vẫn có quyền truy cập vào thông tin mật cao nhất và từ tháng 1 năm 2022, Tây đã bắt đầu tiếp cận hàng trăm tài liệu mật liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm cuộc xung đột của Liên bang Nga ở Ukraine. Các công tố viên cho biết thêm, Teixeira đã, đã chia sẻ thông tin mật trên ứng dụng nhắn tin Discord trong các máy chủ riêng và khoai khoang rằng anh ta có quyền truy cập vào thông tin về Israel, Palestine, Syria, Iran và Trung Quốc. Teixeira đã, đã làm như vậy dù cấp trên đã cảnh báo hai lần vào năm 2022 về cách mà binh sĩ này xử lý thông tin mật và được nhắc nhở rằng không nên đào sâu vào các thông tin tình báo. Các dò dỉ của Cesera bao gồm thông tin về việc cung cấp thiết bị cho Ukraine và cách chúng sẽ được sử dụng sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine bùng nổ vào tháng 2, 2022. Theo quyền công tố viên Liên bang khu vực Massachusetts, ông Joshua Levy, Tessera đã phải trả một cái giá rất đắt cho những vi phạm của mình và những thiệt hại khủng khiếp đã gây ra. Công tố viên Levy hy vọng bản án nghiêm khắc đối với Tessera sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ đến mọi cá nhân có quyền truy cập thông tin tối mật, bất kỳ ai cố ý đe dọa an ninh quốc gia bằng cách phát tán trái phép thông tin mật sẽ phải đối mặt với những hậu quả rất nghiêm trọng. Công tố viên Levy kỳ vọng, từ ngày mai, tên của Jack Tessera sẽ được nhắc đến trong các buổi đào tạo về tầm quan trọng của quyền truy cập thông tin tối mật và những hậu quả nếu làm rõ gì thông tin. Trong hồ sơ tòa án, các luật sư của Tessera nói rằng anh ta thật sự hối hận về những quyết định đã đưa ra và những tổn hại đã gây ra, và họ kêu gọi thẩm phán Tawani chỉ áp dụng mức án 11 năm tù đối với Tessera. Các luật sư của Tesla nói rằng ý định của người đàn ông trẻ tuổi mắc chứng tự kỷ và sống cách biệt này không bao giờ nhằm làm hại nước Mỹ, mà là để giáo dục những người bạn mà anh ta kết nối trực tuyến với các sự kiện thế giới, bao gồm cả cuộc chiến ở Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tới Brussels để hội đàm với đồng minh châu Âu trước khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống. Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ của ông Donald Trump, Ngoại trưởng Blinken sẽ dừng chân tại Brussels trước khi bắt đầu chuyến thăm theo lịch trình tới Peru và Brazil. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong cuộc họp với quan chức NATO và Liên minh châu Âu, ông Blinken sẽ thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine trong hoạt động phòng thủ. Tuy nhiên, nội dung thông báo lại không nêu rõ thông điệp mà ông Blinken sẽ truyền tải. Ngoài việc cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine, Tổng thống Joe Biden còn nỗ lực mở rộng NATO và tập hợp nhiều quốc gia trên khắp thế giới để cô lập Nga sau cuộc xung đột quân sự bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Ông Trump từng chỉ trích sự hỗ trợ của ông Biden dành cho Ukraine, làm dấy lên lo ngại về tương lai ủng hộ Kiev dưới sự kiểm soát của Nhà Trắng. Đảng Cộng hòa nhiều khả năng sẽ kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện. Quan chức thuộc bộ máy của Tổng thống Joe Biden cho biết, họ sẽ thúc đẩy triển khai đợt viện trợ phân bổ sung cho Ukraine trước khi ông Trump nhận chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, với hy vọng giúp Kiev đẩy lùi quân đội Nga. Giám đốc điều hành của tổ chức tư vấn New America và là cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, Anne Marie, nói Công việc quan trọng nhất mà chính quyền Biden có thể làm lúc này là chuyển giao càng nhiều nhiệm vụ cho người châu Âu càng tốt. Bà Anna Maria cũng thông tin thêm, các nước châu Âu đã chuẩn bị cho khả năng ông Trump trở thành tổng thống thứ 47 của Mỹ và họ muốn công khai hy vọng hợp tác với nhà lãnh đạo mới. Trong khi đó, thời báo tài chính của Anh dẫn các nguồn tin mới đây cho biết cho kế hoạch được trình bày hồi tháng 9 ở New York với ông Trump, khi đó còn là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa Tổng thống Zelensky đã từng đề nghị thay thế một phần quân đội Mỹ ở châu Âu bằng binh sĩ Ukraine và cho phép Washington tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên nước này. Tổng thống Zelensky đề xuất Washington và Liên minh châu Âu-EU ký thỏa thuận đặc biệt về việc cùng bảo vệ các nguồn tài nguyên quan trọng hiện có ở Ukraine, cùng đầu tư và sử dụng tiềm năng kinh tế tương ứng. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trong một xung đột với Nga, quân đội nước này đã có được kinh nghiệm sử dụng vũ khí phương Tây và phối hợp với các lực lượng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Theo kế hoạch của Kiev, các đơn vị Ukraine có thể thay thế một phần lực lượng vũ trang Mỹ ở châu Âu. Defense Express đưa tin, một hình ảnh vệ tinh mới đây đã xuất hiện trên các nguồn mở ghi lại quá trình triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava trên tàu ngầm hạt nhân lớp Borei thuộc đề án 955. Theo nguồn tin, hoạt động do Tổng cục 12 Bộ Quốc phòng Nga, đơn vị chỉ trách nhiệm xử lý vũ khí hạt nhân thực hiện. Diễn biến này gây ra sự chú ý từ giới chức quân sự bởi cho đến nay, hình ảnh vệ tinh ghi lại hoạt động triển khai tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật chưa từng được Nga công bố rộng rãi. Các chuyên gia đã nhanh chóng bắt đầu phân tích những tác động chiến lược của những diễn biến này. Bằng chứng vệ tinh về hoạt động nạp tên lửa Bulava phù hợp với các chiến lược phòng thủ rộng hơn mà Nga đang theo đuổi, đặc biệt là ở Bắc Cực và các vùng biển xung quanh. Theo các chuyên gia, những hoạt động này phản ánh trọng tâm của Nga trong việc tăng cường khả năng gian đe hạt nhân đảm bảo nước này có khả năng sống sót và trả đũa trong trường hợp xảy ra xung đột hạt nhân. Thời gian và địa điểm chính xác của hình ảnh này vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, giới quan sát tin rằng Nga đang chuẩn bị cho hoạt động phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trên biển, có khả năng sẽ được một tàu ngầm hạt nhân thuộc đề án 955 thực hiện. Hiện giới chức quân sự Nga chưa bình luận về các thông tin này. Tên lửa Bulava bắt đầu được phát triển vào những năm 1990 và được thiết kế để triển khai trên tàu ngầm lớp Borei của quân đội Nga. Tháng 11 năm 2023, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tàu ngầm đã thực hiện phóng thử thành công tên lửa Bulava từ Biển Trắng, vùng Tây Bắc nước Nga và tấn công mục tiêu cách bán đảo Kamchatka hàng nghìn km về phía đông. Tháng 5 năm 2024, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Yuri Solomonov, giám đốc thiết kế thuộc Viện Công nghệ nhiệt Moscow, đồng thời là nhà thiết kế chính của chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Bulava, cho biết việc đưa hệ thống tên lửa Bulava vào biên chế đã được thông qua. Các báo cáo chính thức xác nhận tên lửa Bulava có thể mang theo 10 đầu đạn hạt nhân chiến thuật với tầm bán tối đa 9.000 km và dự kiến sẽ trở thành trụ cột của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga đến năm 2040-2045. Theo Sohu, tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng khi Mỹ đẩy nhanh viện trợ cho Ukraine qua cảng Odessa, khiến Nga phải tăng tốc độ tiến công ở khu vực này. Sohu dẫn nguồn từ đài truyền hình CCTV cho biết, quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào Odessa với các cuộc tấn công bằng tên lửa kéo dài hơn 2 giờ. Trong cuộc tấn công này, quân đội Nga đã đánh trúng nhiều kho đạn của Ukraine và lực lượng phương Tây đóng quân gần cảng Odessa cũng trở thành mục tiêu chính. Tiếng nổ vang lên liên tục và nhiều xe cứu thương đến hiện trường, đưa đi nhiều người bị thương trên cáng. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, hai quân Nga không thể hiện được sức mạnh như mong đợi. Chỉ trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, hạm đội biển đen của Nga đã hỗ trợ các cuộc tấn công ở miền nam Ukraine bằng tên lửa từ tàu chiến, sau đó hầu như không còn xuất hiện. Trong cuộc xung đột với Ukraine, mỗi lần hải quân Nga lộ diện, hầu như đều bị quân đội Ukraine tấn công bất ngờ. Gần đây nhất, hạm đội Caspian, vốn nằm ở vùng hậu phương chiến lược của Nga, cũng đã bị tấn công. Trong tình thế bắt buộc, quân đội Nga chỉ còn cách điều động lực lượng không quân để tấn công các thành phố cảng như Odessa ở Ukraine. Quân đội Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa vào các cơ sở cảng, phá hủy các kho hàng, hệ thống điện và cơ sở hạ tầng giao thông xung quanh nhằm cắt đứt sự viện trợ quân sự của NATO cho Ukraine. Cuối tháng 10, Nga cũng đã phóng tên lửa các loại vào khu vực Odessa. Thị trưởng thành phố Odessa, Hennady Chukhanov, thời điểm đó cho biết các tín nổ lớn đã được ghi nhận ở Odessa. Không quân Ukraine cho biết, Nga đã tiến hành cuộc tấn công vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine với 43 máy bay không người lái và 12 tên lửa các loại. Theo cơ quan này, quân đội Nga đã tấn công một cây cầu bắc qua sông Bihorod Dnipropetrovsky ở Satoka, khu vực Odessa, với hai tên lửa đạn đạo Iskander-M phóng từ Crimea và 8 tên lửa dẫn đường KH-59-69 phóng từ Biển Đen. Ngoài ra, hai tên lửa đạn đạo Iskander-M khác đã được phóng từ khu vực Rostov và Kramatorsk. Trong khi đó, từ Kursk và Oren của Nga 43 máy bay không người lái các loại đã được phóng vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine. Hệ thống phòng không Ukraine đã kích hoạt ở Odessa, Kiev, Cherkasy, Kirovohorod và nhiều khu vực khác. Các nhà quan sát quân sự nhận định trong thời gian gần đây, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Ukraine. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksandr Levitsenko lưu ý, Nga có thể tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. hãng thông tấn nhà nước RIA trích dẫn tuyên bố từ văn phòng báo chí của hạm đội phương Bắc cho biết, tàu khu trục đô đốc Globco của hạm đội phương Bắc đã hoàn thành hành trình qua eo biển Manche, hiện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại các khu vực được chỉ định của Đại Tây Dương. Theo các hãng thông tấn Nga, ngày 12 tháng 11, thủy thủ đoàn của đô đốc Globco đã trải qua một loạt các cuộc tập trận chống cực đoan, tiến hành huấn luyện đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của kẻ thù giả định. Hồi đầu tháng, văn phòng truyền thông của hạm đội phương Bắc xác nhận tàu khu trục đồ đốc Kolobko thuộc Hải quân Liên bang Nga được trang bị tên lửa siêu vượt âm Zikon đã khởi hành cho chuyến đi đường dài đầu tiên. Hãng tin TASS trích tuyên bố của hàm đội phương Bắc cho biết, tàu khu trục đồ đốc Kolobko và một tàu chở dầu hỗ trợ đã khởi hành và hướng đến Đại Tây Dương qua biển Barents. Đây là hải trình đường dài đầu tiên của tàu khu trục Đô đốc Kolobko và dự kiến kéo dài trong nhiều tháng. Tàu chiến Nga đã tiến hành nhiều cuộc tập trận khác nhau ở biển Barents, biển Bắc và biển Na Uy trước khi tiến vào eo biển Mature. Khi tàu đô đốc Kholokov và các tàu hỗ trợ đi về phía tây qua eo biển Manche cách đây ít ngày, Hải quân Hoàng gia Anh triển khai khinh hạm Type 23 HMS Iron News để giám sát. Việc giám sát tàu chiến Nga là nhiệm vụ thường xuyên của Hải quân Hoàng gia Anh kể từ khi chiến tranh lạnh bắt đầu vào những năm 1950. Tàu chiến Nga có quyền đi qua eo biển Manche và thường không được coi là dấu hiệu đe dọa nước Anh. Cũng theo hãng thông tấn TASS, tàu đô đốc Kholokov là khinh hạm thứ ba được chế tạo cho Hải quân Nga thuộc dự án phát triển tàu chiến 22350. Được coi là đại diện cho thế hệ tàu chiến mới của Nga. Tàu đô đốc Kolokol được trang bị vũ khí dẫn đường đa năng tiên tiến, có độ chính xác cao, được thiết kế để hoàn thành nhiệm vụ ở các vùng biển đại dương xa xôi và đã chứng tỏ năng lực hoạt động trong quá trình phục vụ Hải quân Nga kể từ khi được biên chế vào cuối năm 2023. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, tàu đô đốc Kolokol có khả năng phá hủy tàu biển nhờ được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh Zircon, khẳng định vũ khí này chắc chắn xuyên thủng mọi hệ thống chống tên lửa hiện đại. Phó thủ tướng thứ nhất Ukraine, kiêm bộ trưởng Bộ Kinh tế, Yulia Sviridenko vừa thông báo nước này đang tiến gần đến việc thiết lập ba liên doanh mới với các nhà sản xuất vũ khí châu Âu. Trong tuyên bố, Phó thủ tướng Sviridenko nêu rõ Ukraine đã thành lập 5 liên doanh với các nhà sản xuất vũ khí phương Tây, trong đó có các công ty của Đức và Litva. Một số nhà sản xuất vũ khí đã mở văn phòng tại Ukraine. Theo bà Sviridenko, Ukraine hiện có thêm 3 thỏa thuận với các công ty châu Âu đang trong giai đoạn cuối để thành lập liên doanh. Tuy nhiên, bà không cung cấp chi tiết về các liên doanh mới cũng như quy mô đầu tư. Thời gian qua, công nghiệp quốc phòng của Ukraine đã phát triển mạnh về quy mô, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế. Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine có thể sản xuất 4 triệu thiết bị bay không người lái mỗi năm và đang tăng cường sản xuất quân sự, bao gồm tên lửa và các phương tiện vận chuyển. Để duy trì đà phát triển, chính phủ đã thu hút vốn và công nghệ nước ngoài nhằm chuyển đổi ngành sản xuất vũ khí trong nước. Theo bà Svidenko, ngành sản xuất vũ khí đóng góp 1,8% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Ukraine trong nửa đầu năm 2024 so với chỉ 0,3% vào năm 2021. Tập đoàn vũ khí Rheinmetall của Đức đã mở nhà máy quốc phòng đầu tiên tại Ukraine chuyên bảo trì các phương tiện chiến đấu với kế hoạch bắt đầu sản xuất xe chiến đấu bộ binh Lynx vào cuối năm nay. Trong khi đó, BAE System, Babcock của Anh, KNDS của Pháp, Đức và công ty My Defense chuyên về công nghệ chống thiết bị bay không người lái của Đan Mạch đã hợp tác với các nhà sản xuất Ukraine và thiết lập văn phòng tại địa phương. Rheinmetall từng tuyên bố sẽ xây dựng 4 nhà máy trên lãnh thổ Ukraine. Về mặt tài chính, tập đoàn này được xem là một trong những bên hưởng lợi nhất từ cuộc xung đột tại Ukraine. Tập đoàn này từng tuyên bố cuộc xung đột trên đã cải thiện đáng kể hiệu quả làm ăn của công ty và tăng gần gấp đôi lợi nhuận vận hành của công ty trong nửa đầu năm 2024. Giám đốc điều hành, CEO Rheinmetall, ông Amin Peiperger khẳng định thêm rằng liên doanh giữa Rheinmetall và các công ty Ukraine đang hoạt động hiệu quả. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố trong bài đăng trên mạng xã hội X sau khi tập đoàn Rheinmetall xác nhận đã khánh thành nhà máy sản xuất vũ khí đầu tiên tại Ukraine, rằng như đã hứa, từ trước chúng tôi rất trông chờ màn pháo hoa ăn mừng của Nga ngay tại cơ sở sản xuất này. Bài đăng trên được ông Medvedev đăng kèm video ngắn cho thấy một vụ nổ quy mô lớn, nhiều khả năng là vụ nổ do tên lửa gây ra. Tuyên bố của ông Medvedev một lần nữa khẳng định Moscow sẽ nhà máy của Remito, tại Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp và sẽ tìm cách tiêu diệt cơ sở này. Vừa qua, các trận chiến trên đường phố đã bắt đầu ở thành phố Kurakhov, phía đông Ukraine. Các cơ quan an ninh Nga thông tin về hãng tin TASS. Quân đội Nga đang nỗ lực tận dụng lợi thế trên bộ vào thời điểm cả Nga và Ukraine đang tăng cường phòng máy bay không người lái. Cơ quan an ninh Nga cho hay có giao tranh đô thị trên lãnh thổ của thành phố Kurakhov. Đồng thời lưu ý chưa có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Ukraine đang điều động thêm binh sĩ vào khu vực này. Và trong động thái mới nhất, đập Tenovskaya nằm ở phía tây hồ chứa Kurakovsky tại làng Staritony được cho là đã bị lực lượng quân đội Ukraine phá hủy. Cảnh quay từ hiện trường và thậm chí là thông báo chính thức của chính quyền địa phương Ukraine đã xác nhận điều này. Chắc chắn việc phá hủy con đập sẽ có tác động lớn đến cuộc giao tranh đang diễn ra theo hướng Kurakov. Kênh Ca cho biết, theo kế hoạch, vòng cung lớn của lực lượng Moscow bao vây toàn bộ nhóm binh sĩ Kiev ở Kurakhov và sẽ loại bỏ nòng cốt của quân đội Ukraine ở Donbass. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn. Nếu quân đội Ukraine không bỏ chạy, như họ đã làm ở Selidovo, bất chấp họ thấy rằng tình hình đã trở nên nguy kịch, thì quân đội Nga sẽ khá vất vả. Việc bao vây ở sườn phía Bắc gây ra mối nguy hiểm lớn nhất đối với quân đồn trú Ukraine tại Kurakhov và việc phá hoại con đập có lợi cho phía Ukraine vì những lý do sau. Thứ nhất, do tầm quan trọng chiến lược của sườn phía Bắc đối với lực lượng vũ trang Ukraine và mối đe dọa tiềm tàng của việc bao vây, việc phá hủy con đập tạo ra một rào cản tự nhiên làm chậm bước tiến của quân đội Nga, mang lại cho quân đội Ukraine thời gian quý báu để tập hợp lại. Thứ hai, việc phá hủy con đập là một động thái chiến thuật khác được Ukraine lên kế hoạch nhằm ngăn cản bước tiến của quân đội Nga. Một hoạt động tuyệt vọng như vậy khẳng định rằng tình hình của Kiev tại Kurakhov đang rất cấp bách. Hồi đầu tháng 11, kênh Telegram Osvedomiten ủng hộ quân đội Nga cho biết, Ukraine củng cố vững chắc phòng tuyến gần thành phố, họ đào hào chống tăng dọc phòng tuyến, đặt nhiều chướng ngại vật răng rồng và giải dây thép. Thậm chí binh sĩ Ukraine dùng xe tăng T-64 chắn lỗ hổng trên phòng tuyến răng rồng gần Kurakhov, nhưng binh sĩ Nga đã giành quyền kiểm soát xe và lái ra chỗ khác để mở đường. Và cuối cùng, việc làm ngập lụt một vùng lãnh thổ rộng lớn sẽ làm chậm bước tiến của quân đội Nga. Tuy nhiên do quân đội Nga đang bao vây Kurakhov từ nhiều hướng nên không có khả năng lũ lụt có thể giúp quân đội Ukraine thay đổi cán cân quyền lực và giữ được quyền kiểm soát thị trấn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chủ trì một cuộc họp quan trọng của bộ tư lệnh tối cao nhằm nâng cao năng lực phòng không và tăng cường các nhóm hỏa lực cơ động để đối phó với các phương tiện bay không người lái UAV từ phía Nga. Trong buổi họp, tổng thống Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường lực lượng tại những khu vực được coi là mục tiêu ưu tiên của các cuộc tấn công từ Nga. Ông cho biết chúng tôi đã quyết định tăng số lượng các nhóm hỏa lực cơ động ở các khu vực là mục tiêu ưu tiên của Nga. Việc chuẩn bị và trang bị cho lực lượng bộ binh cơ giới sẽ tiếp tục được thực hiện theo các quyết định trước đó của Bộ Tư lệnh. Ông Zelensky cũng đã nghe báo cáo chi tiết từ Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sitsky. Theo đó, các khu vực khó khăn nhất tại tiên tuyến, đặc biệt là Kurakhov và Pokrov, sẽ được ưu tiên tăng cường lực lượng để đảm bảo khả năng bảo vệ trước cuộc tấn công của UAV Nga. Nga đã liên tục sử dụng UAV để tấn công Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Trong những tuần gần đây, số lượng các cuộc tấn công vào Kiev và các thành phố khác đã gia tăng mạnh mẽ. Trước đây, UAV được sử dụng như một phương tiện hỗ trợ cho các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Nhưng giờ đây, chúng đã trở thành một phương pháp tấn công độc lập với số lượng ngày càng tăng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Moscow triển khai số lượng UAV nhiều gấp 10 lần so với mùa thu năm ngoái. Đại tá Yuri Inas thuộc lực lượng vũ trang Ukraine nói với hãng tin CNN, ngoài việc tăng cường số lượng các cuộc tấn công, Nga đã bắt đầu triển khai các UAV mồi nhử không có đầu đạn nhằm áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine. Ukraine đang chịu áp lực dữ dội ở tiên tuyến phía đông, nơi Tổng tư lệnh quân đội nước này đã cảnh báo Ukraine đang phải đối mặt với một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của Nga kể từ khi xung đột nổ ra. Tổng tham mưu trưởng quân đội Ba Lan tướng Vyacheslav Kukula kêu gọi quân đội và lực lượng dân sự sẵn sàng chống lại mối đe dọa thực sự từ Nga. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Postpolita, ông Kukula cho biết thêm, Vác phải chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ đất nước và lưu ý không nên đánh giá thấp khả năng xảy ra xung đột. Theo tướng Kukula, một quốc gia chuẩn bị tốt, có khả năng phòng thủ mạnh mẽ và nền tảng xã hội kiên cường sẽ là thách thức lớn đối với các đối thủ. Bình luận của ông Kukula phản ánh truyền thống của nhà lãnh đạo Ba Lan trong việc áp dụng lập trường cứng rắn đối với Nga cũng như sẽ đến mối quan hệ bất ổn trong lịch sử của hai nước. tiềm năng quân sự của Moscow vẫn đang rất lớn với nguồn nhân lực và nguyên liệu thô mạnh mẽ, cũng như ngành công nghiệp quốc phòng hoạt động có khả năng duy trì mở rộng năng lực quân sự. Tướng Ba Lan lưu ý, ý định của Nga đã được truyền đạt rõ ràng qua Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sergei Lavrov. Ngoài ra, ông Kukla cho rằng tham vọng quân sự của Điện Kremlin hầu như không thay đổi kể từ cuối năm 2021. Tướng Ba Lan tuyên bố, Nga có thể khai thác kịch bản như NATO chia rẽ hoặc sự tham gia của Mỹ vào cuộc xung đột ở Thái Bình Dương để tăng cường hành động quân sự. Ngoài ra, Ba Lan cũng cần phải cảnh giác với những điểm yếu chiến lược. Ông Kukula giải thích, mục tiêu của chúng tôi là ngăn cản Nga khỏi hành động gây hấn, đồng thời lưu ý biện pháp phòng thủ của Ba Lan nên được kết hợp với quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ông cho rằng năng lực dân đe đòi hỏi kết hợp giữa đầu tư nguồn lực cho quân sự và quyết tâm của công chúng. Moscow liên tục phủ nhận mọi ý định tấn công NATO Tổng thống Nga Putin gần đây mô tả những cảnh báo về sự gây hấn của Nga đối với Tây Âu là vô nghĩa. Trong cuộc trò chuyện mới đây với tờ Wall Street Journal, Trung tướng đã nghỉ hưu Keith Kellogg, người từng giữ các vị trí an ninh quốc gia hàng đầu trong chính quyền của ông Donald Trump trước đây cho biết. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ cố gắng xây dựng mối quan hệ cá nhân với các nhà lãnh đạo chủ chốt để giải quyết các vấn đề quốc tế, bao gồm cả xung đột Ukraine. Ông Kellogg tin rằng việc sử dụng các biện pháp mạnh hơn như trừng phạt hoặc vũ lực chắc chắn sẽ không phải là lựa chọn đầu tiên của ông Donald Trump, đồng thời cho rằng tổng thống đắc cử sẽ sử dụng các phương pháp khác. tờ Washington Post lưu ý rằng ông Kaloc là một người có thể được xem xét cho một công việc cấp cao trong chính quyền mới. Trong khi đó, ông James Stavridis, cựu tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh của tổ chức hiệp ước Bắc Đại, Đại Tây Dương NATO tại châu Âu, cho rằng tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể buộc Kiev từ bỏ yêu sách đối với các vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát ở Ukraina ông Stavridis nhận định trong một cuộc phỏng vấn với kênh CNN. Tôi nghĩ ông Trump sẽ gây áp lực lên cả hai bên để ngồi vào bàn đàm phán. Trong trường hợp này, ông Stavridis nói rằng Nga sẽ giữ các vùng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của nước này. Ông Stavridis nói thêm rằng con đường tự do gia nhập NATO của Ukraine sẽ được mở ra và Ukraine sẽ được NATO chấp thuận trong vòng từ 3 đến 5 năm. Ông kết luận, đó không phải là kết quả tồi tệ nhất trên thế giới. Tôi nghĩ đó có thể là cách mọi chuyện kết thúc. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông Trump đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với Nga hơn người tiền nhiệm Barack Obama, cũng như rút khỏi nhiều hiệp ước an ninh quan trọng. Tổng thống đắc cử không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về cách thức chính xác mà ông dự định thực hiện điều này, và các đồng minh của ông đã đưa ra những thông điệp trái chiều với cách tiếp cận tiềm năng của ông đối với cuộc khủng hoảng Ukraine. Ở một diễn biến khác, trong một phát biểu được đưa ra tại Warsaw gần đây, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói, không có nghi ngờ gì rằng bối cảnh chính trị mới này là một thách thức nghiêm trọng cho tất cả mọi người đặc biệt là trong bối cảnh có khả năng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine thông qua một thỏa thuận, chẳng hạn giữa Tổng thống Liên bang Nga và Tổng thống mới của Mỹ. Theo tờ The Times, ông Donald Tusk dự kiến sẽ hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte để thảo luận về tác động của kết quả bầu cử Mỹ đối với viện trợ quân sự cho Ukraine. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh John Healy bày tỏ hy vọng chính quyền sắp tới của ông Donald Trump sẽ tiếp tục ủng hộ tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương NATO và Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Phát biểu với Sky News, ông Haley nêu rõ Tổng thống đắc cử Donald Trump nhận thức rõ về việc các quốc gia có được an ninh thông qua sức mạnh, cũng như thông qua các liên minh như NATO. Quan chức này nói: Tôi hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với các đồng minh ủng hộ Ukraine cho đến khi giành được thắng lợi trước kế hoạch quân sự của Nga. Nhận định cam kết của Mỹ với NATO và an ninh châu Âu sẽ không thay đổi. Giữa thời ông Trump, các nước châu Âu cần tăng chi tiêu cho quốc phòng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh nói, tôi không cho rằng Mỹ sẽ quay lưng lại với NATO. Washington nhận ra tầm quan trọng của liên minh này, cũng như của việc tránh thêm xung đột ở châu Âu. Bên cạnh đó, trong cuộc họp chuyển giao quyền lực vào ngày 13 tháng 11, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden được cho là sẽ nỗ lực thuyết phục ông Donald Trump và chính quyền mới không rút sự ủng hộ dành cho Kiev. Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan, trong 70 ngày tới, ông Biden sẽ có nỗ lực cuối cùng để thuyết phục quốc hội và chính quyền mới về việc Washington không nên rời xa Ukraina. Trước những thay đổi lớn trên chính trường Mỹ, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận có sự không chắc chắn về các hành động trong tương lai của Mỹ, nhưng bày tỏ hy vọng về một nước Mỹ mạnh mẽ hơn mà châu Âu cần. Giữa lúc đó, tổng thống Nga Vladimir Putin và tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vừa phát đi những thông điệp tích cực trong mối quan hệ Nga-Mỹ, vốn được cho là đang ở giai đoạn thấp nhất. Liệu mối quan hệ giữa hai cường quốc có được cải thiện và cuộc cùng hoàng Ukraina có sớm được giải quyết khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, giống với những gì vị Tổng thống đắc cử nước Mỹ từng nói. Mối quan hệ Nga-Mỹ hiện đang thu hút sự chú ý của quốc tế. Khi ông Donald Trump sắp trở lại Nhà Trắng, sau nhiều tuyên bố lúc tranh cử rằng ông có mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Nga và có thể kết thúc cuộc xung đột Ukraine chỉ trong một ngày. Trong bài phát biểu khi giành chiến thắng trong đêm bầu cử, ông cũng tuyên bố sẽ chấm dứt các cuộc xung đột. Trước những thay đổi lớn trên chính trường Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo đồng minh không nên ảo tưởng rằng có thể mua được một nền hòa bình công bằng bằng cách tỏ ra yếu đuối. Hòa bình chỉ là phần thưởng cho kẻ mạnh. Ám chỉ Mỹ nên duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine. Hiện nay, Iran đang xây dựng đường hầm phòng thủ bên trong mạng lưới tàu điện ngầm của Tehran bởi lo ngại Israel sẽ tiếp tục tấn công thủ đô. Theo ông Jafar Tassakuri, người đứng đầu Ủy ban Giao thông của Hội đồng thành phố Tehran, đây là lần đầu tiên một đường hầm có chức năng phòng thủ được xây dựng trong thủ đô Iran. Ông Tassakuri tiết lộ, Đường hầm sẽ chạy giữa hai nhà ga tàu điện ngầm và cung cấp lối đi trực tiếp đến một bệnh viện. Chia sẻ với truyền thông, ông Tatsuakori nhấn mạnh, đường hầm này kết nối các khu vực khác nhau của thành phố như một phần của chiến lược tổng thể. Trước đó, truyền thông Iran đưa tin rằng một hội nghị có tên đường hầm phòng thủ sẽ được tổ chức tại học viện của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào ngày 20 tháng 11. Trong thời gian qua, Israel và Iran đã tấn công đáp trả lẫn nhau, gây quan ngại về xung đột Trung Đông lan rộng. Tính từ đầu năm đến nay, Iran đã hai lần phóng tên lửa trực tiếp vào lãnh thổ Israel, khiến Tel Aviv cũng quyết định dùng hỏa lực đáp trả. Gần đây nhất vào cuối tháng 10, Israel đã không kích nhằm vào lãnh thổ Iran. Israel tuyên bố cuộc không kích này chỉ tập trung vào mục tiêu quân sự và tránh cơ sở dầu mỏ, hạt nhân quan trọng của Iran. Quân đội Israel khẳng định chiến dịch tấn công đã hoàn tất và đạt được tất cả các mục tiêu đề ra. Ở chiều ngược lại, Iran tuyên bố về cơ bản đã ngăn chặn thành công của không kích của Israel sáng 26 tháng 10. Thiệt hại trên mặt đất ở mức hạn chế. Sau vụ việc này, Iran cảnh cáo sẽ đáp trả. Về phần mình, Israel cũng đe dọa về hậu quả nghiêm trọng nếu Iran hành động. Sau các cuộc không kích của Israel, một số công dân Iran đã lên mạng xã hội than phiền về tình trạng thiếu các cơ sở an toàn cho người dân thường. Họ thất vọng vì thiếu thông tin liên quan, cũng như thực tế là không có nơi trú ẩn không kích ở thủ đô. Do đó, hầm phòng thủ trong mạng lưới tàu điện ngầm rất có thể sẽ được sử dụng để làm nơi trú ẩn cho dân thường Iran trong trường hợp Israel tiếp tục tấn công. Gần đây, kênh Telegram Sabirin vốn có quan hệ chặt chẽ với các đồng minh trong khu vực của Iran cũng đã công bố đoạn video về một thành phố ngầm chứa các máy bay không người lái UAV và tên lửa của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Những nỗ lực của phương Tây nhằm kiềm chế Iran trong lĩnh vực hạt nhân, bao gồm các cuộc tấn công mạng và trừng phạt kinh tế, đã phần nào trì hoãn việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, khiến Iran phải phát triển nhiều phương pháp phi đối xứng. Đặc biệt, Iran đã tăng cường hỗ trợ cho lực lượng ủy nhiệm của mình ở các khu vực như Liban và Yemen, cho phép họ gây ảnh hưởng đến Israel và đồng minh của Mỹ thông qua những cuộc xung đột trong khu vực. Trong khi đó, những vụ ám sát gần đây giữa Israel thực hiện nhằm vào các thủ lĩnh Hezbollah và Hamas cũng như sự suy yếu trong cơ cấu tổ chức của hai nhóm vũ trang thân Iran đã khiến hiệu quả của chiến lược mà Tehran triển khai giảm sút mạnh. Chính vì vậy, phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể trở thành phương án răn đe mới của Iran khi các cuộc tập kích tên lửa và lực lượng ủy nhiệm không đủ ý lực trước đối thủ. Quan chức Iran gần đây nói rằng Tehran đã tích lũy đủ năng lực để chế tạo vũ khí, đồng thời có thể xem xét lại cam kết suốt hai thập kỷ qua của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei về không sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Fereydoun Abbasi, cựu lãnh đạo cơ quan nguyên tử Iran, hồi cuối tháng 9 tuyên bố Tehran có thể bắt đầu làm dầu uranium với tỷ lệ 90%, tương đương cấp độ vũ khí. Quan chức Mỹ cho biết Iran sẽ mất chưa đầy 2 tuần để chuyển đổi kho dự trữ nhiên liệu hạt nhân với tỷ lệ làm dầu 60% thành nguyên liệu để chế tạo vũ khí. Năm 2015, Iran ký thỏa thuận hạt nhân với 6 cường quốc, trong đó nước này hạn chế chương trình hạt nhân để được nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Tới năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đơn phương rút Washington khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran. Kể từ đó, chính phủ Iran đã thúc đẩy chương trình hạt nhân chiến thuật và tiến gần mục tiêu phát triển vũ khí nguyên tử, đồng thời cấm thanh sát viên quốc tế giám sát các cơ sở hạt nhân ở nước này. Kamal Kharazi, thành viên hội đồng cố vấn của lãnh tụ tối cao Khamenei, hồi tháng 5 cảnh báo rằng Iran sẽ xem xét lại chương trình hạt nhân chiến thuật. Ông nói, khả năng gian đe của Iran sẽ thay đổi nếu sự tồn vong của quốc gia bị đe dọa. Chúng tôi chưa quyết định sản xuất bom nguyên tử, nhưng sẽ phải thay đổi học thuyết hạt nhân nếu mối đe dọa xảy ra. Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân chiến thuật của họ chỉ vì mục đích hòa bình. Quốc hội Iran hôm 8 tháng 10 thông báo nhận được dự luật về mở rộng ngành công nghiệp hạt nhân và dự kiến thảo luận trong thời gian tới. Tuy nhiên chưa rõ dự luật có bao gồm mở rộng chương trình hạt nhân phục vụ mục đích quân sự hay không. Nếu tuyên bố triển khai chương trình hạt nhân quân sự, Tehran có thể muốn khôi phục khả năng dân đe trước Tel Aviv để ngăn chặn xung đột toàn diện. Israel được cho là sở hữu vũ khí hạt nhân từ lâu, song nước này chưa từng xác nhận thông tin. Phong trào thi mới đây đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa thành công vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln trên biển Ả Rập. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn Houthi Zahi Asari cho biết, các cuộc tấn công gần đây có liên quan đến một số tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Một cuộc tấn công nhắm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ trên biển Ả Rập. Cuộc tấn công thứ hai nhắm vào hai tàu khu trục của Mỹ trên biển đỏ. Hai cuộc tấn công kéo dài 8 giờ đồng hồ. Theo ông Sari, đợt không kích được tiến hành trong khi Mỹ đang chuẩn bị thực hiện các hoạt động thù địch nhằm vào Yemen. Phong trào Houthi đã đạt mục tiêu vào một cuộc không kích của lực lượng Mỹ đã bị ngăn chặn. Phía lầu năm góc xác nhận Lực lượng Houthi đã mở hàng loạt cuộc tấn công vào hai tàu khu trục của Mỹ khi nó đi qua eo biển chiến lược Bab An Mandab. Theo thông báo của Lầu Năm Góc, Houthi đã dùng ít nhất 8 UAV, 5 tên lửa đạn đạo và 3 tên lửa hành trình nhắm vào các tàu chiến của nước này. Trước đó hàng loạt vụ nổ xảy ra gần một tàu thương mại đang di chuyển trên biển đỏ. Sau không có thiệt hại nào được xác nhận, Trung tâm Hoạt động Thương mại Hàng hải Anh cho biết. Vụ việc xảy ra ở địa điểm cách thành phố Cảng Hodeida, Do hậu thi kiểm soát khoảng 130 km về phía Tây Nam, không ai bị thương và tàu đã hoạt động trở lại. Kể từ khi cuộc xung đột giữa Hamas và Israel nổ ra ở Gaza vào tháng 10 năm 2023, nhóm hậu thi đã tấn công 90 tàu thương mại bằng UAV và tên lửa. Hậu quả là hai tàu bị trì một chiếc bị bắt giữ, bốn thủy thủ thiệt mạng, giao thông thương mại qua khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Hậu thi là một nhóm người sĩ tự xưng là chính phủ Yemen và kiểm soát thủ đô Sana và phía tây bắc của đất nước. Lực lượng này đã phá hoại hoạt động vận chuyển của Israel và phương Tây ở biển đỏ trong gần 10 năm nhằm gây sức ép buộc Israel ngừng tấn công Gaza. Trong bài phát biểu đầu tuần, Bộ trưởng Quốc phòng mới của Israel, ông Zizanenka cho biết hiện nay là thời cơ thuận lợi để tấn công nhằm vào chương trình hạt nhân chiến thuật của Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết tình hình ngoại giao, tác chiến và chiến thuật của nước này chưa bao giờ thuận lợi như hiện nay để tiến hành. Ông Katz dẫn chứng rằng hai cuộc không kích trước đó của Israel và Iran trong năm nay đã chứng minh rõ ràng rằng lực lượng không quân Israel vượt trội hơn hẳn so với những hệ thống phòng không của Iran, kể cả hệ thống tiền tiến nhất. Trước đó, trong tháng 4 và tháng 10 năm nay, Israel đã tiến hành hai cuộc tấn công vào Iran sau khi bị nước này không kích. Ông Katz cho biết, đây là cơ hội để đạt được mục tiêu quan trọng nhất, ngăn chặn và xóa bỏ mối đe dọa hủy diệt đang treo lơ lửng đầu Israel. Ông đánh giá hiện nay nước này đã đạt được sự đồng thuận cao trong nước, kể cả lực lượng quốc phòng trong nước ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết đây là điều khả thi không chỉ trên mặt trận an ninh mà còn trên mặt trận ngoại giao. Trước đó, nhiều quan chức Israel trong đó có cựu thủ tướng Naftali Bennett và Jelapid đã kêu gọi không có nước này không tấn công chương trình hạt nhân chiến thuật của Iran vào ngày 26 tháng 10. Tại thời điểm trên, không quân Israel được lệnh của chính phủ nước này đã tấn công khoảng 20 địa điểm, sản xuất tên lửa đạn đạo và phòng không ở Iran. Sau cuộc không kích ngày 26 tháng 10, quân đội Israel khẳng định chiến dịch tấn công đã hoàn tất và đạt tất cả mục tiêu đề ra. Ở chiều ngược lại, Iran tuyên bố rằng về cơ bản đã ngăn chặn thành công cuộc không kích của Israel, thiệt hại trên mặt đất ở mức hạn chế. Sau vụ việc này, Iran cảnh báo sẽ đáp trả. Về phần mình, Israel cũng đe dọa về hậu quả nghiêm trọng nếu Iran hành động. Trong một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết nước này sẽ tiếp tục dồn toàn lực tấn công phong trào Hezbollah tại Liban và sẽ không có lệnh ngừng bắn. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông nêu rõ sẽ không có lệnh ngừng bắn và không có khoảng dừng tại Liban cho đến khi Israel đạt được các mục tiêu. Trong đó có giải pháp vũ khí của Hezbollah và đảm bảo người dân phía Bắc Israel trở về nhà an toàn. Ông Katz cũng khẳng định Israel sẽ từ chối bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cản trở họ tiến hành các cuộc oanh kích nhằm vào các mục tiêu Hezbollah tại Liban. Vào sáng ngày 12 tháng 11, theo giờ địa phương, Israel đã tiến hành ít nhất 10 cuộc không kích vào phía nam Beirut. Cựu Tổng thống Donald Trump đề cử cựu Tổng đốc Arkansas Mike làm đại sứ Mỹ tại Israel, người bảo thủ ủng hộ Israel mạnh mẽ. Lựa chọn này có thể báo hiệu chính sách tương lai của Mỹ đối với các cuộc xung đột ở Trung Đông. Ông Huckabee, ủng hộ Israel trong suốt sự nghiệp chính trị của mình và là người bảo vệ lâu năm các khu định cư người Do Thái ở bờ Tây. Thông báo đề cử của ông Trump đã nhận được lời khen ngợi ngay lập tức từ các quan chức cấp cao của Israel nhưng có khả năng sẽ bị phía Palestine chỉ trích. Ông Trump tuyên bố, ông ấy yêu Israel cũng như người dân Israel và người dân Israel cũng yêu ông ấy. Ông Mike sẽ làm việc không biết mệt mỏi để mang lại hòa bình ở Trung Đông. Ông Huckabee, 69 tuổi, sẽ đảm nhiệm một trong những vị trí ngoại giao nhạy cảm nhất của Washington vào thời điểm Israel đang chiến đấu với nhóm chiến binh Hamas ở Gaza và nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban trong khi đối đầu với Iran. Các thành viên trong liên minh của Thủ tướng Netanyahu cũng lên tiếng ca ngợi việc đề cử ông Huckabee. Ngoại trưởng Israel viết X, tôi mong muốn được làm việc với ông ấy để củng cố mối quan hệ giữa hai dân tộc chúng ta. Ông Huckabee từng làm thống đốc bang Arkansas từ năm 1996 đến 2007, tham gia tranh cử tổng thống Mỹ trong 2 năm 2008 và 2016 nhưng không được Đảng Cộng hòa lựa chọn trở thành ứng viên. Con gái ông Huckabee, bà Sarah Huckabee Sanders, hiện là thống đốc bang Arkansas. Trước đó, bà Sanders là thư ký báo chí Nhà Trắng từ năm 2017 đến 2019. Giống như người được lựa chọn ông Huckabee, tổng thống đắc cử Donald Trump ủng hộ mục tiêu loại bỏ Hamas của Thủ tướng Israel Netanyahu, song kêu gọi Israel cần đẩy nhanh việc đạt được mục tiêu nói trên. Ông Trump cũng cam kết mang lại hòa bình cho Trung Đông dù không nêu rõ chi tiết. Theo hãng thông tấn Iran, IRNA, Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Aref đã mời Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đến thăm Tehran, nói rằng con đường mới mở ra cho sự phát triển quan hệ tehran riyadh là con đường không thể đảo ngược. Phát biểu trên được ông Aref đưa ra trong cuộc họp với Thái tử Ả Rập Xê Út, bên lề cuộc họp bất thường của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo và Liên đoàn Ả Rập Tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, ông Aref nêu rõ, không còn nghi ngờ gì nữa, lợi ích của việc tăng cường quan hệ này không chỉ bao gồm Iran và Ả Rập Xê Út, mà chắc chắn sẽ đến đặc điểm và tác động của hai quốc gia lớn này đối với khu vực và thế giới Hồi giáo. Điều này sẽ dẫn đến sự tăng cường hợp tác khu vực và đoàn kết giữa các quốc gia Hồi giáo. Đài Phát thanh Tự do Châu Âu, RFE/RL cho rằng, các động thái gần đây cho thấy mối quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Iran đang có dấu hiệu cải thiện. Với việc Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ả Rập Xê Út tướng Fayyad Anruwali vừa thực hiện chuyến thăm hiếm hoi đến Iran. Những diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh tình hình chính trị ở Trung Đông đang thay đổi, đặc biệt là trước sự trở lại Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ đắc cử, ông Donald Trump. Ả Rập Xê Út, quốc gia có đa số người Sunni, đã cắt đứt quan hệ với Iran do người CIA thống trị vào năm 2016, sau khi các khu liên hợp ngoại giao của nước này ở Tehran và Mashhad bị những người biểu tình tấn công phản đối việc Riyadh hành quyết giáo sĩ Nim Anim. Chuyến thăm của tướng Fayyad Anruwali là một tín hiệu tích cực, sau khi Ả Rập Xê Út và Iran đồng ý khôi phục quan hệ ngoại giao vào tháng 3 năm 2023 thông qua các cuộc đàm phán do Trung Quốc làm trung gian. Sau đó, bộ trưởng bộ ngoại giao Ả Rập Xê Út cũng đã đến thăm Iran vào tháng 6 năm 2023. Nghiên cứu viên Hamid Reza Azizi tại Viện các vấn đề quốc tế và an ninh Đức cho rằng thời điểm của chuyến thăm này rất quan trọng khi nhiều quốc gia đang chuẩn bị cho sự trở lại của ông Trump trên cương vị là tổng thống Mỹ. Ông Azizi nhận định rằng Ả Rập Xê Út muốn cam kết tiến trình hòa bình với Iran và không muốn chiến thắng của ông Trump gây nguy hiểm cho mối quan hệ vừa được cải thiện. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, chính quyền Donald Trump đã có mối quan hệ tốt với các quốc gia Ả Rập vùng vịnh và ủng hộ nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa các nước Ả Rập với Israel, đối thủ không đội trời chung với Iran. Mặc dù Ả Rập Xê Út chưa bình thường hóa quan hệ với Israel, con rể của ông Trump, Jared Kushner, được cho là đã thảo luận về khả năng này kể từ năm 2021. Ngoài ra, tháng trước, Ả Rập Xê Út cũng thông báo đã tổ chức tập trận quân sự với Iran ở biển Oman. Thêm một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đang trở nên nồng ấm hơn. Có thể nói việc cải thiện quan hệ giữa Ả Rập Xê út và Iran, hai cường quốc khu vực, sẽ có tác động đáng kể đến an ninh và sự ổn định của Trung Đông, đặc biệt trong bối cảnh sự trở lại nhà trắng của ông Donald Trump. Tâm trạng của người dân và lãnh đạo các quốc gia trong thế giới Ả Rập đang trong những cung bậc khác nhau sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ. Một số người lạc quan rằng việc ông Donald Trump tái đắc cử sẽ giải quyết được những thách thức và lo ngại về an ninh trong khu vực nhiều quốc gia vùng vịnh coi nhiệm kỳ tổng thống sắp tới của Donald Trump là giải pháp tiềm năng giải quyết các cuộc khủng hoảng khu vực. Tuy nhiên, một số còn lại bày tỏ lo ngại khi sẽ không có gì khác biệt hoặc tình hình có thể tồi tệ hơn. Phát biểu tại diễn đàn kinh tế Gateway Gulf ở Bahrain vài ngày trước cuộc bầu cử Mỹ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Kinh tế Quốc gia Bahrain, Salman bin Khalifa Al Khalifa, nêu bật lịch sử hợp tác lâu dài giữa Bahrain và Mỹ khi đã thiết lập hiệp định thương mại tự do và hợp tác quân sự chiến lược từ cuối chiến tranh thế giới thứ hai. Cũng tại diễn đàn trên, Bộ trưởng Đầu tư Ả Rập Xê Út Khalid Al-Fali nhận xét Mối quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Mỹ luôn ổn định và phát triển. Bất kể chính quyền Mỹ nào nắm quyền, chúng tôi đều có các thỏa thuận và mối quan hệ chiến lược mạnh mẽ kéo dài nhiều thập kỷ. Nhiều chuyên gia trong thế giới Ả Rập dự đoán rằng chính sách của ông Donald Trump sẽ chấm dứt giao tranh trong cuộc xung đột giữa Israel với các lực lượng tại giải Gaza, Liban và góp phần giúp khu vực phục hồi kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu mỏ. Thế giới Ả Rập mong đợi ông Trump sẽ mở rộng hiệp định Abraham, thỏa thuận bình thường hóa quan hệ được ký kết giữa Israel và bốn quốc gia Ả Rập trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Chính trị gia Iraq Bassem Al-Kharazi cho biết, bây giờ chúng ta sẽ thấy sự kết thúc của cuộc đổ máu ở Trung Đông. Bước đầu tiên là sát thải Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Galan. Điều sẽ chấm dứt cuộc xung đột này ở Palestine, Liban, Israel, Syria và thậm chí cả Iran và Iraq. Ông Al-Kharazi nhận định, một số cuộc không kích có thể tiếp tục làm suy yếu Iran sau đó toàn bộ cuộc xung đột sẽ kết thúc. Nhà báo người Ả Rập Xê Út, Al Mukhim, bày tỏ sự tin tưởng rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ chấm dứt tất cả những cuộc chiến tranh và xung đột này. Ông dự đoán, trong 2 tháng tới, chúng ta sẽ thấy xung đột chấm dứt ở giải Gaza và Liban. Nhà báo người Jordani, Omar Khadne nhận định, ông Trump sẽ thúc đẩy thành lập nhà nước Palestine, nhưng chỉ sau khi loại bỏ Hamas và các nhóm kháng chiến khác. Ông dự đoán rằng, Israel sẽ cố gắng gia tăng xung đột trong những tháng trước khi ông Trump nhậm chức. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, Iran và lực lượng dân quân Iraq đồng minh lại bày tỏ lo ngại về khả năng Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt. Iran đã công khai bác bỏ tầm quan trọng của kết quả bầu cử Mỹ. Các phương tiện truyền thông nhà nước Iran đưa tin, dẫn lời người phát ngôn của chính phủ, Fateme Mohajerani cho biết, không có sự khác biệt lớn giữa các ứng cử viên. Các chính sách chung của Mỹ và Iran không thay đổi sau cuộc bầu cử. Theo hãng tin AFP, Phó Tổng thống Iran phụ trách các vấn đề chiến lược Mohammad Javad Zarif đã thúc giục ông Donald Trump đánh giá lại các chính sách gây sức ép tối đa mà ông đã áp dụng đối với Iran trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ông Zarif cho biết, ông Donald Trump phải chứng minh được rằng ông ấy không theo đuổi những chính sách sai lầm trong quá khứ. Phó Tổng thống Zarif tuyên bố với báo giới rằng, ông Trump hẳn nhận ra rằng chính sách gây sức ép tối đa mà ông ấy khởi xướng đã khiến mức làm giàu uranium của Iran tăng từ 3,5% lên 60%. Là một người biết tính toán, Ông ấy nên cân nhắc về những ưu nhược điểm của các chính sách này là gì và liệu ông ấy có muốn tiếp tục những chính sách đó hay không. Phát biểu trên được đưa ra sau khi Mỹ cáo buộc Iran đứng sau các âm mưu ám sát ông Trump. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Iran, Abbas Arachi đã phản bác những cáo buộc này và gọi chúng là bịa đặt. Ông Abbas Arachi cũng nhiều lần gọi đây là những lời cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ. Điều đó cho thấy không có gì ngạc nhiên khi sự trở lại của ông Trump nhận được sự thờ ơ của các đối thủ trong khu vực là Iran và trục kháng chiến do Tehran hậu thuẫn, gồm Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen và các nhóm CIA ở Iraq. Iran hạ thấp tầm quan trọng của cuộc bầu cử ở Mỹ, nói rằng không có sự khác biệt đáng kể cho dù ai trở thành tổng thống thứ 47 của Mỹ. Người phát ngôn của chính phủ Iran, Fateme Mohajerani nói rằng chính sách chung của cả Mỹ và Iran đều sẽ không thay đổi. Chuyên gia Ocelic tại Viện Russi cho biết, ông Trump có lập trường cứng rắn chống lại các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn và có thể sẽ đe dọa gây ra thương vong nặng nề cho các nhóm này nếu binh sĩ hoặc lợi ích của Mỹ trong khu vực bị nhắm mục tiêu. Nhưng bà Oselik không cho rằng ông Trump sẽ có xu hướng kéo Mỹ vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Iran, ngay cả khi căng thẳng giữa Israel và Iran đang nóng lên sau các đòn tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của nhau. Theo chuyên gia William của Chatham House, đã được thỏa thuận với Iran là mục tiêu chính trị lớn thứ ba của ông Trump. Ông William nhận định, để làm được điều đó, ông Trump sẽ tiếp tục gây sức ép tối đa khi biết rằng Iran hiện đang suy yếu và nỗi lo về một cuộc tấn công lớn của Israel vào giới lãnh đạo cũng như chương trình hạt nhân chiến thuật của nước này sẽ khiến họ chấp nhận thỏa thuận hơn. Bà Osselic cũng có chung quan điểm. Tuy nhiên, bà cũng tin rằng ông Donald Trump có thể cân nhắc đàm phán với Tehran để thúc đẩy việc giảm căng thẳng nếu ông muốn mình là người làm được điều mà chưa một Tổng thống Mỹ nào từng làm được, đạt được hòa bình ở Trung Đông.